Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đang nghèo khổ bỗng đổi vận giàu sang, thân tài ban lộc giàu có nhất vùng. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 nhâm dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới nhâm dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm được những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 2 năm 2021 thì những gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể thì bước vào tháng 2 âm lịch năm 2022 thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu còn được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong tháng 2 âm lịch này. Trước khi đi vào nội dung cụ thể thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết qua video mà chúng tôi phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai bên trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình, cùng với các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Đối với các gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có cách ứng xử hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, để ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững, thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Quý âm thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, người tuổi Quý Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tự lập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, gia chủ Quý Sửu không cần quá lo lắng nhiều về đường tài lộc. Tuổi Quý Sửu có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư và các dự án tài chính có rủi ro thấp
Cùng với đó, lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đến một khoản mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phải phát triển một kế hoạch tốt để đảm bảo cho tất cả hài hòa và đủ để đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng đầu năm 2022 này tuy vất vả nhưng cũng thu được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1973. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn, quên ngủ. Nên có ý thức giảm dần tiệc tùng xã giao, không sử dụng chất kích thích. Các quý gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Quý Sửu. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi có thể có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho hai bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Với những người vẫn đang còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ của người khác giới, khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình và thử cho đôi bên một cơ hội để được tìm hiểu nhau nhiều hơn, sâu hơn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại.